pin cho cô tặng ngay một ly nước hoàn toàn miễn phí khi quý khách hàng mua một ly nước bất kỳ từ 23/12 đến ngày 31/1/2022. Ưu đãi mua một là một duy nhất. Đang đổ xe người sao chuyến đi hành trình dài. Hôm sau mình đánh xe ra rồi. Đó. Hôm sau mình đánh xe ô tô ra rồi nha mọi người. Sau chuyến đi hành trình Sài Gòn Vĩnh Long dài 325 cây. Tổng cộng đi về là 8 tiếng. Đi là 165 cây là 4 tiếng, được về 165 cây nữa là 325 cây. Hey, buồn là 4 tiếng nữa là tổng cộng là 8 tiếng. Vô trầu. Đang đang gửi xe nha mọi người. Đó. Thơ tình đường dài.
năm em ngồi xe đang nghỉ gần. Tiệm rửa chai hút bụi luôn nè, nghe không? Hút kỹ nha. Kỹ ghê. Chồng mê ông yêu, ông yêu sao được hả? No.
xe xong rồi được thằng bắn.